Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa thêm 15 điểm vì COVID-19, tổng cộng 33 điểm. Tính đến 17 giờ ngày 9 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết có 33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thêm 15 địa điểm phong tỏa so với ngày 8 tháng 2. Theo HCDC, các điểm phong tỏa tính đến chiều ngày 9 tháng 2 gồm: 1. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; 2. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12; 3. Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12; 4. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12; 5. Hẻm 60, khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; 6. Hẻm 67, Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; 7. Hẻm 480, Bình Cuối, phường 28, quận Bình Thạnh; 8. Hẻm 246, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh; 9. Chung cư Felix Home 44, Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp; 10. Hẻm 251, Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp; 11. Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình; 12. Quán phở A75 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình; 13. Lô F chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình; 14. 16 ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình; 15. Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình; 16. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Việt Trung Sơn, 24 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình; 17. Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, số 1 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình; 18. Hẻm 28 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình; 19. Hẻm số 2 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình; 20. Quán cà phê 11 Đặng Văn Sâm, phường 2, quận Tân Bình; 21. Giấc mơ sữa Việt, 114A Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình; 22. Đường Lê Duy Nhuận, phường 13, quận Tân Bình; 23. Coffus 12A Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình; 24. Viva Star Coffee, 45 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình; 25. Quán nem Ninh Hòa, 97-99 Bào Cát, phường 14, quận Tân Bình; 26. Hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1; 27. Ủy ban Nhân dân quận 10, số 474, đường 3/2, phường 14, quận 10; 28. Làng Nướng Nam Bộ, số 302A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10; 29. Hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ; 30. Vườn Nướng Mái Đỏ, 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ; 39. Viva Star Coffee, 242C Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; 32. Làng Nướng Nam Bộ, 14 Dương Phúc Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; 33. Hẻm 75-79 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3. Cùng ngày, HCDC thông báo hẻm 139, đường số 28, phường 6, quận Gò Vấp đã gỡ phong tỏa do kết quả xét nghiệm người nghi nhiễm đã âm tính. Thưa quý vị, nhằm kiểm soát tốt nguồn lây, ngăn chặn dịch bệnh vào địa phương, các tỉnh thành trên cả nước đều đang chỉ đạo quyết liệt công tác khai báo y tế đối với người từ vùng dịch trở về. Tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản hướng dẫn các trường hợp cách ly đối với người về từ các ổ dịch và trong vùng dịch. Theo đó, người dân từ 76 xã, phường, thị trấn thuộc 12 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Hà Giang trở về Bắc Giang phải cách ly tại nhà. Trong đó có 83 thôn, cụm, tổ dân phố là ổ dịch thuộc 76 xã, phường, thị trấn nói trên sẽ phải cách ly tập trung. Những người là F1, những người về từ nơi xác định là ổ dịch và thiết lập vùng cách ly y tế thì thực hiện cách ly tập trung theo quy định và được lấy mẫu xét nghiệm. Đối với những trường hợp là F2 sẽ thực hiện cách ly tại nơi cư trú và được lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp F3 sẽ chỉ cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Riêng những người trở về từ các tỉnh có ca bệnh dương tính nhưng không nằm trong các diện nêu trên thì thực hiện khai báo y tế với trạm y tế nơi cư trú và tự theo dõi sức khỏe. Tất cả các trường hợp trên nếu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở thì phải đưa đến cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Còn tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ chiều nay, 9 tháng 2, cả nước đã có thêm 5 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, gồm 3 ca ở ổ dịch Đông Triều, Quảng Ninh và 2 ca liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến 18 giờ chiều nay, cả nước có tổng cộng 2.053 ca nhiễm COVID-19, trong đó 502 ca từ ngày 27 tháng 1 đến nay, gồm 472 ca nhiễm trong cộng đồng và 30 ca nhập cảnh.
hiện đang có gần 90.000 người đang phải cách ly y tế tại nhà, tại bệnh viện, các cơ sở cách ly tập trung, gần 600 người bệnh dương tính đang điều trị tại các bệnh viện. Số ca tử vong liên quan COVID-19 ở nước ta đến thời điểm này vẫn là 35 ca, đều là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng. 4 ca trong số này tử vong sau khi xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Một điểm đặc biệt lưu ý chưa từng xảy ra tại ổ dịch thành phố Hồ Chí Minh là có nhiều ca đang từ F2 chuyển thành F0, trong đó có 5 ca ở quận Gò Vấp và 5 ca ở quận Bình Tân. Tất cả đều liên quan đến bệnh nhân 1979. Lúc đầu thì những trường hợp này đều là F2, nhưng khi xét nghiệm thì tất cả lại thành F0. Việt Nam vừa hoàn thành tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax cho 60 tình nguyện viên. Kết quả là vaccine tạo phản ứng miễn dịch tốt, an toàn, có tác dụng với biến thể mới SARS-CoV-2. Thông tin này cũng phần nào đang làm cho người dân yên tâm hơn trước diễn biến phức tạp của đại dịch. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã hoàn tất 120 trên 120 mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên 60 tình nguyện viên. Ở giai đoạn 1, nghiên cứu đánh giá độ an toàn của vaccine và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễn dịch trên 3 nhóm liều 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram. Bước đầu, các chuyên gia đánh giá vaccine Nanocovax an toàn tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, có tác dụng đối với virus SARS-CoV-2, kể cả chủng biến thể. Các tình nguyện viên sau khi tiêm hầu hết đều có sức khỏe ổn định. Một số ít trường hợp có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1 đến 2 ngày. Học viện Quân y đang tiếp tục tổng hợp dữ liệu để báo cáo Bộ Y tế. Dự kiến ngay sau Tết Nguyên đán, Hội đồng Khoa học và Đạo đức Y sinh học, Bộ Y tế sẽ họp đánh giá trước khi phê duyệt triển khai tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 2. Bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp năm 2020, tôm vẫn là mặt hàng mang lại giá trị kinh tế cao, với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo xuất khẩu tôm năm 2021 sẽ tiếp tục đà tăng lên mức 4,4 tỷ đô la Mỹ. Với giá trị tôm xuất khẩu đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới trong năm 2020, với hơn 500 doanh nghiệp xuất khẩu và 135 thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu vào các thị trường khó tính đều ở mức cao như Mỹ tăng 33%, Anh tăng 20%, EU tăng 6,1%. Để có được mức tăng khả quan tại các thị trường xuất khẩu, ngành sản xuất tôm trong nước năm 2020 đã ổn định được dịch bệnh trên tôm nuôi, đồng thời kiểm soát và mở rộng diện tích nuôi tôm. Với nền tảng này, dự kiến năm 2021, xuất khẩu tôm nước ta sẽ đạt kim ngạch 4,4 tỷ đô la Mỹ. Nhờ thời tiết thuận lợi bán đúng Tết, mấy ngày qua nhiều hộ trồng cải tua dại ở xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau vừa trúng mùa lại vừa được giá. Từ khi xuống giống đến nay, do tình hình thời tiết thuận lợi nên bà con trồng cải tua dại ở Cà Mau đỡ tốn công chăm sóc, tiết kiệm được chi phí sản xuất. Có ngày thời tiết thì sâu bệnh nó không có, và nó khỏe mà có khỏe vụ đó. Còn năng suất hôm nay đạt nó ngay là khoảng 90%. Năm nay thì trời thời tiết nó cũng thuận, là ít mưa đó, cải nó phát triển tốt, thì năng suất nó có. Đối với tôi thì năm nay nó hơn năm trước. Cải không chỉ trúng mùa, giá cải tua dại năm nay cũng cao hơn so với những năm trước. Mấy ngày qua, một số thương lái đến tận vườn đặt cọc thu mua với giá từ 5.000 đồng đến 5.500 đồng một kg, nhưng nhiều hộ chưa chịu lấy cọc. Giá cả thì cũng nới nắm hơn mọi năm. Mỗi năm thì năm như so với năm rồi thì có 3.000 mấy, năm nay cũng từ 5.000 mấy, 6.000. Thời điểm này, nhiều vườn cải tua dại bắt đầu úp bắp, bà con đang tập trung chăm sóc đến khoảng 20 đến 25 tháng 12 âm lịch. Người dân sẽ tiến hành thu hoạch đồng loạt. Thưa quý vị, do giá giảm mạnh nên xuất khẩu điều trong năm 2020 của nước ta đã giảm nhẹ về giá trị nhưng lại đạt kỷ lục mới về lượng, lần đầu tiên vượt mốc 500.000 tấn. Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, xuất khẩu điều đạt 515.000 tấn, trị giá hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% về lượng. Đây là năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu điều vượt 500.000 tấn, vượt rất xa so với kỷ lục cũ là 455.000 tấn của năm 2019. Hai thị trường xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam vẫn là Mỹ và Trung Quốc, với tổng giá trị xuất khẩu chiếm 46%. Thị trường điều lớn thứ ba của Việt Nam là Hà Lan, với sản lượng điều xuất khẩu đạt 10%. Thưa quý vị, Tết là thời điểm tiêu thụ hoa lớn nhất trong năm.
Vậy nhưng lúc này, một trong những vựa hoa lớn nhất của cả nước là thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại vắng lặng lạ thường. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến bất ngờ khiến cho nhiều hợp đồng mua bán hoa đã bị hủy đột ngột. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại vùng trồng hoa Đà Lạt trong những ngày giáp Tết. Hôm nay đã là 28 Tết, nhưng cửa hàng hoa lan Hồ Điệp này vẫn còn rất nhiều hoa. Những chậu hoa này trước đó đều đã có khách đặt cọc, nhưng bây giờ lại không đến lấy. Dịch COVID-19 ập đến, khiến cửa hàng chỉ còn lại lác đác người bán chăm sóc hoa, còn người mua thì vắng bóng. Thị trường hoa năm nay thì nó gắn chặt với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID. Do dịch bệnh COVID xuất hiện thì cái nhu cầu sẵn tiêu thụ hoa nó cũng đã khó khăn hơn. Nên là trong thời gian tới thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Và Hiệp hội Hoa cũng đã làm những công văn để gửi cho các sở công thương Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng để tạo điều kiện cho các xe vận chuyển hoa vào các chợ một cách nhanh chóng nhất và an toàn nhất. Không có khách mua, nhưng hoa vẫn đua nở. Người trồng hoa vẫn phải ngậm ngùi lên chậu với hy vọng sẽ có khách đến mua. Đề xuất với lại Ủy ban nhân tỉnh tuyên truyền kêu gọi các đơn vị nhà xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vận chuyển hoa lên cả nước thì có thể là không tăng giá để hỗ trợ cho bà con nông dân trồng hoa, các doanh nghiệp trồng hoa trong giai đoạn khó khăn này. Và Hiệp hội Hoa cũng công khai các danh sách các nhà xe vận chuyển khắp nơi từ 100 nhà xe để cho bà con nông dân biết và ưu tiên gửi hoa đi cho nó nhanh kịp thời đến với nơi tiêu thụ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, dịp Tết Tân Sửu 2021, thành phố Đà Lạt có khoảng 1,5 tỷ cành hoa các loại để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đến nay, bà con đã thu hoạch được 90%. Tuy nhiên, hiện địa phương này mới tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng. Thưa quý vị, trong khi người trồng hoa Lâm Đồng và trên cả nước đang khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 thì tại tỉnh Hải Dương, nơi cũng đang là tâm dịch của dịch bệnh này, nhưng sản phẩm cà rốt xuất khẩu của bà con vẫn đang tiêu thụ khá tốt. Mặc dù trước đó vào ngày 6 tháng 2 năm 2021 thì huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương đã phải thực hiện cách ly y tế toàn huyện để đảm bảo phòng chống COVID-19 đúng vào thời điểm thu hoạch cà rốt. Bí quyết rất đơn giản, đó là có tới 90% sản lượng cà rốt ở đây đã được thương lái đặt hàng để xuất khẩu. Ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại vùng chuyên canh cà rốt, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Củ to, mã đẹp sáng bóng. Anh Nguyễn Văn Tài ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương đang tất bật thu hoạch hơn 2 mẫu cà rốt xuất khẩu. Tất cả số cà rốt này đã được thương lái đặt tiền thu mua từ trước. Tuy nhiên, việc vận chuyển đang gặp một số khó khăn do huyện Cẩm Giàng đang thực hiện cách ly y tế do dịch COVID-19. Chúng tôi là vẫn cứ sản xuất và thu hoạch bình thường, thế nhưng mà cái hàng hóa bây giờ là do dịch bệnh cho nên là nó cũng hơi chậm. Trung bình thì cứ bán trước là cứ tầm khoảng 12 triệu. Năng suất thì năm nay là cà rốt rất đẹp, bởi vì là nếu mà nó như chúng tôi thu hoạch như này là nó rơi vào tầm khoảng 2 tấn rưỡi đến 2 tấn 7 trên một sào. Cơ sở sản xuất chế biến này vẫn chạy hết công suất để đóng gói hơn 4 tấn cà rốt để xuất khẩu theo đơn đặt hàng ký từ trước. Theo cơ sở này, chất lượng cà rốt xuất khẩu năm nay khá tốt, mẫu mã kích thước đến 90% đạt yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Tiêu thụ của chúng em là đã có đơn hàng đặt trước rồi, từ nước ngoài mà người ta về đi cảng Hải Phòng, về giờ về là người ta chỉ được lấy hàng đi để trả xuống cảng để xuất lên nước ngoài, Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản. Nhưng bây giờ hiện tại là theo chúng em đang được các cấp ngành lãnh đạo trên là đang hỗ trợ rất tích cực. Cho tới thời điểm này thì cái sản lượng cà rốt là nó tăng, chưa năm nào được mùa và được giá như năm nay. Tới thời điểm này nhân dân đang người ta đang mua cho nhân dân tại ruộng là 5.000 đồng một cân, và so với năm ngoái đang gần gấp rưỡi. Thì đánh giá khả năng đánh giá rằng là một sào đạt chỉ có 10 triệu trên 10 triệu một sào. Do vậy là vẫn khẳng định rằng là vụ mùa năm 2020-21 này là bà con vẫn được mùa và được giá. Xã Đức Chính hiện có hơn 360 ha diện tích trồng cà rốt với sản lượng lên đến từ 12.000 đến 18.000 tấn củ mỗi năm. Trong đó 90% sản lượng phục vụ xuất khẩu. Đến nay đã thu hoạch được 20% diện tích. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Hải Dương đã kêu gọi 19.000 công nhân tỉnh ngoài không về quê ăn Tết. Bên cạnh Hải Dương thì thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng cũng đã có nhiều hình thức thăm hỏi, động viên, tặng quà và tổ chức chăm lo cho công nhân, người lao động không về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình để có thể phòng chống dịch.
Tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố đã quyết định tổ chức chăm lo cho công nhân lao động không về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Tại thành phố Hải Dương, lãnh đạo thành phố đã đến một số khu nhà trọ thăm hỏi, động viên các công nhân, người lao động không về quê ăn Tết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhắc nhở địa phương tạo điều kiện để công nhân ở lại đón xuân vui tươi, đầm ấm và an toàn. Tại thành phố Hải Phòng, lãnh đạo thành phố cùng các quận, huyện đã tới thăm hỏi, động viên, trao tặng gần 1.200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng cho công nhân lao động ở tại các khu nhà trọ không về quê đón Tết. Đồng thời cùng tham gia tổng vệ sinh tại gần 130 khu nhà trọ công nhân, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19.